Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi năm nay 74 tuổi. Tôi bị thoái hóa khớp gối. Cái khớp gối bên trái thì bị từ năm 2008. Sau đó một năm mình bị khớp gối bên phải. Nhưng bên trái thì nặng hơn. Đã chụp MRI rồi và bệnh viện Tây thì nói chính thức, chấn thương chỉ nói thoái hóa. Cái xương mấy chè có vấn đề, mình rất đau. Đã từng phải đi nặng đôi. Hiện nay thì nói chung là nằm thống nhất 3 lần về cái khớp gối, nhưng mà cũng không ăn thua gì. Có chích kiểu nhờn, uống khoảng 8.000 viên Quivoxamine Mỹ cũng vẫn như, nói chung là đi thì không có đi xa, loanh quanh trong nhà được thôi. Còn cầu thang thì chân trái nè. Ồ, đi càng kiễng thế hả bác? Dạ vâng, bây giờ bác đi lại đằng kia đi ạ. Dạ, bây giờ bác quay lại đây, bác đứng ngồi xuống xem có được không ạ? Đứng ngồi thì chắc không. Bác ngồi xuống ạ, bác ngồi xuống đi ạ. Thường thường ở nhà thì ngồi lên tay. À, bác cứ bò cũng được không sao, bác cố gắng hết cỡ. À, ngồi oai như quan huyện thế đó. À, còn tự nhiên là cái phản xạ về bệnh tật nó không cho phép mình ngồi. Bò lên. Dạ. Nhưng mà bác chưa mổ đúng không? Dạ chưa, người ta bảo mổ thay khớp khoảng độ trên 100 triệu. Thì tiền là một vấn đề nhưng mà nghĩ đến sợ. Đi thì không thể đi hai chân được. Dạ. À cũng vậy vậy à? Cứ phải vịn rồi là cứ phải... Dạ, không, phải vịn. Tức là không có dám bước hai bước ạ. Dạ, dạ, dạ. Nói chung là xuống thì cái chân trụng là chân trái. Dạ. Lên thì chân lên thì phải cũng à chân phải á. Dạ. Dạ, tóm lại là khó đi cầu thang lắm. Dạ. Thưa bác sĩ Châu và cô Nhàn, chữa bệnh nhưng mà lại rất vui. Chữa bệnh khỏi bệnh mà rất vui. Đau cười ra nước mắt nhưng mà là vui. Tiếc rằng đến cái bộ môn này hơi muộn, nhưng mà rất là tốt. Bởi vì qua hơn 10 năm chữa đủ các thứ. Glucosamine của Mỹ uống khoảng 6-7.000 viên. Rồi các phương pháp khác, rách, rồi tiêm chất nhờn, nằm bệnh viện uống thuốc bắc. Nhưng mà rồi nó không được như hôm nay. Mong rằng đây nó chưa phải là kết quả hoàn toàn, nhưng mà so với lúc sáng thôi, khoảng nó thay đổi khoảng 6-70%. Mà lại cái vui cái là ngoài thầy Châu và cô giáo, tất cả đây ai cũng là thầy hết ạ. Rất là vui. Xin sẽ lấy những cái suy nghĩ mà nó nhiều khi nó chưa thành lời được, vì nó hơi là lạ lùng. Không phải là bệnh viện với bệnh nhân, không phải là thuốc men chữa, nhưng mà nó rất hay. Xin chân thành quá vậy.
Thư vừa rồi thấy bác trai như vậy, bác có ý kiến gì không ạ? À, thấy rất là vui ạ. Tại vì thực ra thì cũng đi nhiều cái phương pháp lắm rồi, cũng uống nhiều thứ thuốc lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì thấy ở đây cũng mới học được vài ngày. Nhưng mà thực chất ra là cái ngành này nó là một ngành khoa học. Nó rất là khoa học. Dạ. Yeah. Và nhìn thấy cái kết quả nó tức thời luôn. Yeah. Dạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.